Lúc trước bố bán xuống đi thì đời mấy tỷ đấy. Mấy tỷ ạ? À, thì chưa cầm tiền đâu. Chưa cầm tiền. À. Thì bác trường ấy. Hả? Thì Súa vất vả hơn nhỉ? Cài áo cẩn thận, sao làm như này thế nào? Này. Bạn đem một chó rồi. Cài áo vào xịn sò như này đi sao nào? Săn. Thế say với Súa là hai người đi lấy cỏ à? Phải vào Súa? Bọn em là ở nhà lấy cỏ à? Ôi giời ơi. Bác thì đi... Ví dụ như ngày bác đi uống rượu là bọn em phải lấy hết à? Vâng. Thầy, lúc cảnh sát đây lìa rồi. Không à? Bọn em là suốt ngày làm việc. Suốt ngày làm việc không? Tất nhiên rồi, bác là chủ nhà, bác là người lớn, bác phải làm nhiều hơn. Có vào đi đâu cũng không biết à? Chim điện á. Cắm ở bên này nào, cắm bên này đi, cắm ở ổ này này. Đây, này cắm đây này, cắm ổ đây này. Cái này ăn thôi, anh không uống nước nữa, ngồi nói chuyện một tí thôi, xem tình hình thế nào nhé. Điện. Bé kia thì bác bảo là cho lúc đầu thì cho thì không làm sao, lúc sau thì cho thì nó yếu cứ ấy, giống nó yếu thì giống như nước rồi thì bác bảo ui không cho rồi, cho như thế này thì nó chết hết. À, tức nghĩa là bị đau bụng đấy đúng không? Bác. Ừ. Thì bác bảo là không cho thì một con thì sắp chết thịt ăn. Ừ. Bây giờ là đấy còn hai con à? Vâng. Còn khỏe gì? Khỏe mà thì em bảo là con cho cái kia vứt đi. Được thế nào? Khám rồi. Nhưng mà bác mua thuốc chưa? Đâu? Ui thôi con đấy con dễ đấy, đừng động vào. À đây là cám thôi mà. Cho ăn thì cái này là đau bụng này. Nước lai mà. Cái này là cám lợn thôi mà chứ có gì đâu. Lợn ăn thì đau bụng nữa. Thế là không hợp. Không hợp với lợn này. Thì đau bụng. Cái em không cho thì chết hết đấy. Nó ăn tốt mà. Hai con kia thì ăn tốt. Hôm nay thì ăn 3 bữa. 3 bữa đúng rồi, nhà anh cũng cho 3 bữa mà. Đi xuống ngồi vào đây anh bảo thế nào. Phải có 4 bữa đấy. 4 bữa. 3 bữa thôi, mình còn ăn 3 bữa. Thế bình thường là Súa lấy rau lợn à? Hay là ai lấy rau lợn? Cái rau này là ai lấy đây? Bác lấy. Bác lấy à? Súa này bác lấy. À, bác thì biết chăm lợn hơn chứ còn bọn em thì biết cái gì đúng không? Vẫn còn đi chặt quỷ nữa. Ở sau này là cái gì? Gạo à? Lấy đâu về đây? Nhà nước cho. À bọn em là đi học ấy được đúng không? Vâng. Ai đi trở về? Bác. Bác à? Bác chứ không phải bát đâu nhá. Nói cái bát thì giờ quá. À, rồi. Em về đến chỗ kia thì em thấy cháy thì bác không biết là đi đâu rồi. Bác phải đi từ sáng à? Chắc là đi từ sáng. Cái chỗ này là gạo mà bọn em đi học được đúng không? Của Súa hay là của Xanh? Của hai anh em luôn à? À, nói chung là thời gian vừa qua thì là các cháu rất là vất vả. Và những cái câu chuyện mà anh em mình truyền tải về người bố của Xanh ấy thì là được rất là nhiều khán giả quan tâm. Và cái mà mọi người lo lắng nhất là câu chuyện là Say là sợ bố về lấy xe đi các thứ, nhưng mà yên tâm là không bao giờ xảy ra bởi vì chìa khóa không có. Thứ hai là xây nhà xong thì là theo như Say thì em có muốn cho bố về ở cùng không? Không. Trả lời rất là nhanh. À, hôm nay thì anh em mình quay trở lại nhà của Say để có một cái câu chuyện về việc là bố của Say muốn đón Súa đi. Đấy. Thì xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với anh em mình. Thì đã bao giờ là bố em là muốn đón Súa đi? Ở bên hiện tại là ở Bắc Quang đúng không? Đúng không? Ừ. Thế mà bố em bảo là làm ở vị ở đâu? Thái Nguyên nhỉ? Ừ. Bởi vì xem là rất là Thái Nguyên đó. Vị Xuyên đó, à. Hay là Bắc Quang. Em đến đấy bao giờ chưa? Chưa. Bố em bảo là đi đến ở chỗ hay cây bảy ấy. Ừ, cây bảy đúng không? Đó, cây bảy thì gọi điện cho bố em về thì về 2-3 lần rồi. Ừ. Thì bảo Súa có đi không? Thì Súa bảo là đi thì đi, thì em bảo là anh không cho đi. Ừ. Nói bác không cho đi thì em bảo bác, thì bác chửi mới đánh bố em. Ừ, bác chửi bố hay là chửi Súa? Chửi bố thôi. Chửi bố thôi. À. Tức là 2-3 lần là bố muốn cho Súa đi rồi. À. Cái đấy là có thật không Súa? Tức nghĩa là bố về mà rủ em đi à? Rủ đi xuống dưới kia. Bố bảo là đi làm gì? Bảo là đi chơi Tết. Chơi Tết? À. Đợt Tết bố rủ à? À. À. Không đấy Tết bố mới rủ. Ừ. À, rủ đi trông con đó. Đi trông con hộ bố. À. Hôm nọ bố ngồi đây này, anh hỏi thử xem là bố có vợ chưa, bố bảo không, bố nói điêu thôi nhỉ. À. Chứ còn anh biết hết rồi, chứ anh phải vui thôi. Thế là bây giờ bà bố bảo mời Súa, rủ Súa đi dưới kia ở, Súa có muốn đi không? Không. Không. Ở đây là chuẩn bị cho có nhà mới rồi nhá. Có nhà mới là cùng anh Say lên ở đi trên đấy. Đi dưới kia thì bộ bán thì không thấy đấy. À, bán đi à? Uh-huh. Cũng sợ đấy chứ. Trước kia là bố chẳng mang đi Trung Quốc một lần rồi đúng không? À, Súa thì bị đi một lần, thì em thì chưa bị đi. Lúc đấy Súa có nhớ gì không? Nhớ. Nhớ. Tức nghĩa là bố cùng với em đi sang bên Trung Quốc. Đúng không? Bố không cùng đâu. Đi xe khách đi đó. Đi xe khách đi. Là như nào? Anh thì không chưa nghe bao giờ cả. Tha toàn cho lần phải phao xuân thì mùa. Là như nào? Đi ở Trung Quốc đi xe khách đi. Đi với mẹ à? Không phải. Một mình thôi. Một mình đi. Ít tù nữa à? Còn một anh nữa, còn một anh cùng Súa đi nữa. Ừ. Thì đi được bao nhiêu lâu? Đi á? Ừ. Một ngày đến rồi. Một ngày. À, đi xong đêm. Là bác im mò là một đêm à? À một đêm. Ừ. Lúc đấy là mấy tuổi? Lúc đấy à... Đấy là lâu lắm rồi đúng không? Lâu lắm rồi. Được khoảng mấy năm rồi đúng không? Khoảng 5 năm đấy. 5 năm. Lúc đấy Súa còn đang có 7-8 tuổi nhỉ? À. Bây giờ Súa là lớp đốc. Bây giờ Súa lớp 5 là 10 tuổi nhỉ? Thấy chưa? Súa 12 tuổi. 12 tuổi nhưng mà đi học chậm đúng không? Do chắc là do các bác là làm giấy tờ cho muộn. Anh em mình nói câu chuyện này không phải để là kể lại mà cũng không phải là mới nữa. Trước kia là xong là như thế là bác Say là đi chuộc về. Vâng. Bác lại đi chửi trên kia xong thì bác lại bỏ Súa về thì. Nhưng mà lúc đấy là chưa đi Trung Quốc đâu chứ gì? Đi rồi. Đi rồi. Lên trên Trung Quốc rồi. Xong bác lại đuổi được. Vâng, bác lại làm giấy tờ xong thì bác lại đi đuổi. Nhưng mà đấy là câu chuyện mấy năm trước rồi, còn bây giờ thì chỗ chắc bác Say cũng bảo công an viên các thứ hết rồi nhỉ? Bảo hết rồi. Bảo hết xong là bảo trưởng thôn các thứ rồi nhỉ? Bảo trưởng thôn trước, thì trưởng thôn mới được bảo công an viên rồi. Thế cái đợt mà gần nhất là bố rủ Súa đi là lần đấy là lâu chưa? Lâu rồi, mới rủ Súa đi xong thì em thì suốt ngày đi chăm trâu. Ừ. Thì họ cho một con trâu cho bố em thì suốt ngày đi chăn trâu ở dưới nữa, ở dưới suối kia. Ở suối nào? Ở dưới suối kia. Suối dưới này á? Vâng, thì ở nhà cái nhà bé bé kia. À, đấy là mấy năm trước, khoảng mấy năm trước? Ui, 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi à? Lúc mình bé mình đang đi sang bên kia rồi mà. À, lúc đấy là ở cái nhà túp lều dưới kia. Vâng. Là bố cho mình một con trâu. Vâng. Chăn trâu suốt thôi. Vâng. Thế còn Súa là làm gì? Súa thì đi chăn kia rồi, còn em một mình chăn trâu. Đi trên tàu á? Vâng, đi trên Trung Quốc rồi. Được mấy năm? Đi lâu rồi. Súa có biết không? Đi được bao nhiêu lâu có biết không? Súa thì còn quen hết. Quên rồi, bởi vì bé làm sao mà nhớ được. Nhưng mà đi lâu xong bác Say mới đón về đúng không? Vâng. Hôm nọ hỏi bác Say nhưng mà cũng chưa hỏi kỹ nên là không biết. Đây là anh em mình kể lại cái câu chuyện ngày xưa của các bé thôi. Còn bây giờ thì là từ lúc mà bác Say đi đón về chắc là công an cũng vào cuộc rồi đúng không? Vâng. Là... rồi là hàng xóm, rồi là trưởng thôn, công an viên các thứ. Bây giờ thì không xảy ra nữa rồi, mọi người cứ yên tâm là không xảy ra nữa. Tuy nhiên thì là có câu chuyện là bố Tết là bố rủ Súa đi đúng không? kiểu như thế. Thì là say về bảo bác với bác say là không cho đi. Bởi vì là anh nói thật chứ, đây là anh em mình kể lại thôi, nhưng mà thực tế thì bây giờ mà bố mà có rủ đi nhá thì đừng có đi. Ngày xưa bọn em bé đòi hòn không chăm, bây giờ lớn lên rồi bắt đầu là đòi lấy lý do này lý do kia rủ đi, đúng không? Sợ nhất là đi xong là bán đi thôi. Sợ nhất là bán đi. Bởi vì Súa thì đã từng một lần là đi Trung Quốc rồi, xong bác say bác đón về. Đấy. Còn mọi người yên tâm nhé, bây giờ thì sẽ không xảy ra tình trạng đấy nữa, bởi vì các cháu đã lớn rồi. Thứ hai là bác say cũng đã báo cáo bên công an rồi, rồi là công an viên các thứ, chắc là cũng làm việc rồi đúng không? Chứ không phải là để nhẫn nhơ như thế được. Nhưng mà cắt anh chả hiểu rồi. Hả? Cắt khẩu đấy rồi. Cắt bọn em á? Vâng, cắt em với Súa vào của bắt rồi. Và bác say rồi đúng không? Chỉ có bố em một mình. Bố là một mình một khẩu à? Đấy rồi. Bây giờ bố em cũng xuống dưới kia nốt rồi. Bố của say ấy thì theo như say là sao trước em bảo được đi rồi, đi nhà bố rồi chưa nhưng mà được kể thôi đúng không? Là bố rủ là đi cây số 7 ở dưới Hà Giang kia, Bắc Quang hay Vị Xuyên gì đấy, Vị Xuyên. Đi Vị Xuyên không thì phải đi xa nữa đấy. Tất nhiên là vào trong xóm đúng không? Vào trong xóm. Như em biết thì bố bây giờ là có mấy đứa con nữa rồi? Bố anh chỉ bảo là lấy một con vợ thì có một con gái. Lấy một cô vợ xong là có một con gái rồi. Cũng là người Mông hay người gì? Không phải. Thế dân tộc gì? Nùng hay Tày? Tày thôi. Tày thôi. Bố em nhìn cũng phong độ đấy, trẻ, chán cao, tướng làm quan, nhưng mà ai ngờ là tướng không phải làm quan. Nói tiếng thì vợ của bố em nói tiếng thì mình nghe không được đâu. Thế chắc giống người Tày ở đây đúng không? Vâng. Cứ nói chị chặt chòi không biết. Có khi còn là người Dao đúng không? Tức nghĩa là đi từ mặt đường đấy vào tròn còn sâu nữa đúng không? Bố rủ em đi mấy lần rồi? Rủ 2-3 lần á. 2-3 lần. Nhưng mà em không đi. Em không thích đi. Mình lắm rồi thì bố em rủ thế nào thì mình đừng có đi á. Ví dụ Tết vừa rồi bố có rủ không? Có. Cũng rủ luôn. Cũng rủ là đi chơi Tết. Xuống dưới kia thì chơi được mấy lông thì bố em bỏ về. Bố ấy còn đuổi bác nữa đấy. Đuổi bác á? Đùa. À đùa? Đuổi bác là bảo là đuổi xuống với em đi chơi Tết thì gọi điện cho bố em, thì lúc nào bố em bán thì cứ gọi điện thôi. Bán á? Bán gì? Bán anh với Súa ấy. Bán bọn em á? Bán đi đâu? Bán thì không biết. Thì bác bảo là không cho. Thế thì bây giờ anh mới dặn bọn em là gì? Bây giờ thì mình cũng lớn rồi. Thứ hai là mình có bác và bác say ở đây. Thứ ba là có bọn anh ở đây. Thì có khó khăn gì bọn em gọi cho anh luôn, không cần phải bố làm cái gì cả đúng không? Xong thì bố rủ đi dưới đấy thì một là đi với bác say thì đi, hoặc đi với bác vả xuống thăm bố thế nào là đi thì đi nhé. Còn bố mà tự bắt xe đi hay là bố đón đi thôi đừng có đi nhé. Bố em có bảo là dụ mới bác say mới bác mà đi xuống dưới xe cái nhà bục của bố đấy. Nếu như rủ đi cùng bác thì được, còn bọn em tự đi thì đừng đi nhé. Bác bảo là gửi đi thì không có nhà đi à. Nhà còn là người khác thì người khác chửi thì không biết đi đâu. Đúng rồi. Bây giờ đi với bác thì có gì bác còn giúp đúng không? Chứ bọn em còn bé tí thế này thì bố bảo làm gì chẳng phải nghe. Đấy. Câu chuyện ngày xưa Súa mà Tam Giang Mạch cũng không hỏi kỹ đâu, cũng chưa trao đổi bên trưởng thôn đâu, nhưng mà từ lời kể của bác say, những video trước ngồi đây bác say kể đấy là trước kia là Súa đã từng bị sang Trung Quốc rồi, bác say là đi chuộc về rồi một lần, lúc đấy Súa còn bé thôi. Còn say thì lớn hơn một xíu thì với lại con trai nữa thì là không bị như thế. Xong thì thời gian vừa rồi ấy, gần đây thôi, nói chung gần đây thôi, rất hiếm khi gặp, có chăng đi qua là bố cũng chỉ đi qua xong ngó nhà một tí xong lại đi đúng không? Đấy, đâm ra là khó gặp bố của hôm nọ là anh em mình. Bố về không biết anh em mình ở đây bố nên... em biết rồi, khó gặp các anh em. Bây giờ biết bọn anh hay vào chắc chả dám lên nhỉ. Có hay gọi điện không? Từ đợt đấy có hay gọi điện cho em không? Em gọi mới không được. Thế chắc tắt rồi. Thuê bao luôn rồi. Số này gọi thuê bao. Thì anh em mình cũng nói chung là nghe câu chuyện như thế là anh em cũng rất là lo, thì vào đây để dặn các cháu. Thứ hai là cũng muốn bác say ở nhà, bác say lại đâu mất rồi. Dặn là nhất là các cháu bây giờ không được nghe bố nữa. Bố nói gì nói kệ bố. Đúng không? Kệ bố nó, đấy như thế. Bây giờ bác anh bảo này, nếu mà bố bảo 10 xuống thì một là có bác say bác bà đi cùng thì mình đi, hoặc là đi gì đấy thì mình đi, còn không thì mình không đi nữa. Đó. Đừng có đi một mình, bởi vì là anh rất là lo, bởi vì sai súa đã bị từng gọi là bị bán một lần nên mình cứ gọi là bị bán đi. Cái việc đấy thì mọi người thông cảm là bác sai đã lo hết từ trước rồi nhá, không phải mới, nên là không phải là nhờ công an vào cuộc hay gì đâu, mà là đã lo xong hết rồi. Đấy, còn bây giờ câu chuyện mới là bố rủ súa đi thì anh em mình mới vào đây là trao đổi với các cháu là không được nghe lời bố nữa. Thứ hai là có vấn đề gì thì điện cho anh, thế thôi. Rồi là hôm nay vào thì các cháu vẫn rất là tuyệt vời. Nhà nước thì lại cái này là chắc là gạo của bọn em đi học, hay là gạo hộ nghèo đi học. Gạo đi học là một tháng được bao nhiêu không ăn hết thì cắt đấy, đúng không? Là sẽ lấy về, bây giờ bao gạo này ăn được thêm một tháng nữa rồi, không phải lo. Đấy, còn... Em thì không hay ăn, em không được cân thì không hay ăn, xuống với bạn ăn cân một tí. Các bác cũng đừng thắc mắc là vì sao mà làm nhà thì súa không xuất hiện, và trong suốt thời gian vừa rồi thì súa không xuất hiện. Súa thì suốt ngày ở nhà vất vả quá, đi cắt cỏ với chân lợn. Súa có muốn lên nhà mới của mình không? Hả? Hôm nào anh cho lên nhà mới nhé. Hay là hôm nào anh xay đèo lên nhỉ? Đèo được không? Được. Được. Đèo lên nhà mới ở trên nhà anh Vân đấy nhé. Nhà Vân là được lên một lần hay sao nhỉ? Một lần. Một lần duy nhất. Đấy. Nhiều bác cứ hỏi vì sao là hai lần rồi. Vì sao là súa không xuất hiện thì hết sức thông cảm cho bé, bởi vì là bác Say thì hiện tại là Lía đi làm thuê mất rồi. Đấy. Bác Say là có một người con nhưng mà Lía đi làm thuê Bắc Giang rồi. Hai con hả? Hai con. Một con gái đi lấy chồng mất rồi. Lấy chồng ở trên phố Bảng, gần Trung Quốc rồi đấy. Phố Bảng, phố là gì đấy. Đấy. Thì súa thì hiện tại là gọi là gần trên kia thì nhìn thấy Trung Quốc mà. Gần như là lao động chính ở trong nhà. Bởi vì là Say thì cũng đi học, súa thì làm thường thường là học cả ngày ở nhà. Súa thì suốt ngày học cả ngày luôn. Xong là tối về lại giúp bác cắt cỏ, rồi là cùng cắt rau lợn về để chăm lợn. Súa ít nói hơn bởi vì là ngại. Còn Say thì là đi với anh em mình nhiều rồi thì đó là câu chuyện bình thường. Quay trở lại vì sao là súa không có xuất hiện ở nhà. Súa thì đã từng nói rất là nhiều lần với anh em mình, cả Say nữa, là muốn lên để phụ anh Vân trông em bé, sau đó là Vân sẽ giúp mình. Nhưng mà hết sức thông cảm cho bác Say, bởi vì bây giờ một mình bác là chăm hai đứa cháu như hai đứa con. Như Say nói đấy, khẩu đã chuyển vào nhà của bác Say rồi thì như con mình thôi. Thứ hai là chính xác là mấy con bò? Chính xác là 4 con. 4 con, 2 con to, 2 con bé sao? Vâng, không phải, 3 con to, 1 con bé. Đấy, 4 con bò. 4 con bò thì một ngày nó phải hết hai điệu to kia rồi. 2 bao ấy. 2 bao to mới đủ. 2 bao to như cái như chưa em cắt này. Phải cắt như thế mới đủ ăn. Thế thì anh còn không nhấc được mà bọn em nhấc được thì tài thật. Đấy, đấy là lý do thứ hai. Thứ ba là bây giờ cũng chân thành cảm ơn các cô các bác là gửi tiền về thì là mua thêm được con lợn cho Say và súa 3 con, thì là phải lấy thêm rau lợn nữa. Đấy là những cái việc mà súa phải làm. Ngoài ra thì còn cơm nước này, nhiều lúc cũng cơm nước cho bác nữa chứ, đúng không? Đấy, tất nhiên là bác là người lớn thì bác phải chăm các cháu rồi, nhưng mà cũng phụ bác quét nhà rồi là đi học. Riêng khoản các cháu đi học là giả sử mà sáng thứ hai bọn em đi học thì trước khi đi học bọn em làm gì? Trước khi á, đi học thì phải thái rau lợn, thì phải nấu rau lợn chính chứ đó. Có phải lấy cỏ bò không? Không. Cỏ bò thường thường là bác lấy. Còn chiều đi học về buổi sáng thì chắc là nên như hôm nào bận. Buổi lúc chợ thì buổi sáng thì bác bảo là bác già thì bác đi trước, thì bác đi cắt về, bác đi cắt nhiều vào thì xuống với em đi điều về nhà. Đi điệu về. Bác cũng vẫn điệu đúng không? Tiện đường thì là xe chở. Còn nếu như bọn em đi cắt ở xuống dưới nước thôi. Ở dưới nước có nhiều. Thế còn như bọn em là buổi sáng là mấy giờ là phải dậy rồi? Buổi sáng đó 4 giờ dậy rồi. 4 giờ. Mình gọi là có rau lợn, có lợn thì phải dậy sớm một tí. Đi chưa ăn gì, chưa rửa mặt là đi lấy cỏ trước rồi, lấy rau trước. Xong lấy xong về là làm gì? Lấy xong về thì phải rửa mặt đánh răng ấy. Rửa mặt đánh răng, xong bắt đầu mới đi học. Súa cũng thế à? Thế chiều đi học về, ví dụ giả sử như giờ này đi học về là bắt đầu lại đi lấy cỏ tiếp. Súa thì đi học về thì đi tắm, đi tắm xong thì mới về lái cỏ, thì đi chơi thôi mà. đi chơi sách tôi lấy 10 kg em bé. Tôi nghe xuống suối chơi đúng không? À, con bạn bè nhiều thì đi chơi. Anh dặn bọn em thứ nhất là bé thì mình làm nhẹ thôi, đừng có làm nặng quá, sau này không lớn được. Thứ hai là mình phải căn giờ giấc, làm việc xong hãng tắm nhé. Cứ đun đây một siêu nước xong là va một chậu tha hồ mà tắm đúng không? Ừ. Có làm sao đâu, mình đừng tắm nước lạnh quá. Còn quay lại câu chuyện là bố rủ đi ấy, thì cũng chẳng biết là mục đích gì đâu, nhưng mà xuất phát từ cái câu chuyện công việc ngày trước rồi, mấy năm về trước rồi ấy, như bác Say kể lại đấy, thì chắc chắn là sẽ cũng là có ý đồ không tốt đâu mọi người. Mọi người cũng tự suy luận ra thôi. Đây không phải là câu chuyện bịa đâu mọi người nhé, đây là những cái câu chuyện thực tế mà các cháu kể lại. Thậm chí là trước bác Say bác ngồi đây bác cũng nói như vậy. Thì anh em mình rất là băn khoăn điều đấy nên là phải vào đây hỏi các cháu và căn dặn các cháu luôn. Bây giờ ví dụ như là, thứ nhất nha, bây giờ bọn em không biết ở ngoài kia nó thế nào đâu. Tầm bọn em lớn như này bán là rất nhiều tiền đúng không? Ví dụ giả sử lúc trước bố bán xuống đi thì người mấy tỷ đấy. Mấy tỷ ạ? Thì chưa cầm tiền đâu. Chưa cầm tiền? Họ bảo là chưa có tiền đủ thì chưa cầm tiền. Đấy là ai kể lại? Đấy á, bố kể. Bố kể? Gọi điện đi ấy. Bố nói thế luôn? Thì nhớ mà. Lúc kia đang ngồi cái nhà lều trên bên kia. Cái nhà trong chuồng gà kia? Trời ơi, đúng là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà bố em làm như thế là chán đời nhỉ. Thế bây giờ nha, anh nói là bọn em bây giờ lớn rồi, Súa là con gái nữa thì rất là giá trị. Con trai mình thì cũng giá trị thôi, nhưng mà giá trị ở một góc độ nào đấy. Nhưng bây giờ mà bố em rủ, giả sử thôi, anh giả sử thôi đúng không? Là bố bảo xuống giúp hộ bố trông em bé mấy ngày đúng không? Bố bận đi làm, bố cho tiền ăn học, xong là thậm chí là học ở dưới đấy, sau này là trở thành ở dưới đấy thì khôn hơn, ngoan hơn các thứ đúng không? Xinh đẹp hơn chẳng hạn. Lừa như thế biết đâu mang đi, xong rồi cuối cùng là đi đâu đấy thì chết đúng không? Thế thì coi như là mất tích đấy, đừng có đi nhá. Ở nhà thôi, có việc gì thì điện cho anh đấy. Anh mà gặp bố em một lần nữa chắc anh hỏi nữa. Nhưng mà hỏi bố em toàn nói lươn lẹo thôi, toàn nói trêu thôi, không nói thật. Bố em thì hôm qua nói gọi điện này cho ông ở bên kia bảo là đi làm xa rồi, đi làm được một năm thì cần tiền nhiều về. Xem bác có chữ không? Tức nghe cầm tiền nhiều về đây xem bác Say có chữ không đúng không? Mới cho tiền nhiều cho bác, bác có chữ không? Bác chữ thì đi không về. Bác còn lo là bố em giết bác cơ mà đúng không? Con người đều cáng, nói chung là đều. Anh em bác Say với ông Dính còn đánh nhau, cãi nhau. Thế cái vụ hôm nọ đánh nhau là như nào? Kể cụ thể xem nào. Hôm nọ thì bác mời em đi sang bên kia đi. Bác bảo là bố em thì suốt ngày đi làm thế để bác đi uống rượu cho nó say say một tí ấy. Xong bắt đầu về nói tức là không nói như bác em ấy là không uống rượu thì không dám nói, mà nói một tí là khóc rồi. Thì uống rượu say thì về đánh mượn hay bắt phát ở đây. Về đánh mượn hay là về chửi nhau đã? Về chửi nhau một tí thì bố em cãi một tí. Cãi lại đúng không? Cãi một tí thì bố em sao đánh bác thì bác mà mày thằng này mày về nhà tao mày còn phải đánh tao nữa. Kiểu như là mày về nhà tao mà mày còn định đánh tao đúng không? Thì bác về đánh phát thì bố em buộc về trên này ấy, thì mấy cái đá này xuống dưới hết. Tức nghĩa là ngã ở đây luôn như này. Thì bố em có một con ong ở đây ấy, thì bác đạp một phát rồi bay ra chơi cửa luôn. Lúc đấy Súa có thấy không? Súa không thấy. Súa đi đâu mà không thấy? Súa đi ngủ à? Lúc đấy ngủ rồi à? Lúc đấy ngủ rồi. Em mấy người ở chỗ tivi mà. Ngồi ở đây luôn. Đạp một phát ông kia bay trên cửa luôn thì. Đạp con ong hay đạp cái gì? Con ong. Sút con ong cái gì? Không phải, một ông già ấy. Ông nào ngồi đấy? Có một ông người ở đây là già. Tức là cùng bố em về. Không phải. Nó về cùng bố em chơi ấy. Tức nghĩa là ngồi cùng bố em uống rượu ở đây. Xong bác về bác bực quá đúng không? Xong bác sút bố em ở đây ngã ở đây. Ông này là sút nó phát ra cửa. Chán đời thật. Nói chung là các em bây giờ là chịu bất hạnh là đủ rồi, nên là tất cả những cái số tiền của cô ba anh chị gửi về cho anh em mình ấy. Đây là anh em mình hỏi lại những cái câu chuyện mà xung quanh cuộc sống Không phải câu chuyện đáng cười. Thì bác khỏe lắm. Say rượu thì ông nào chả bảo tao là ông trời rồi, đúng không? Lúc đấy bác thì một cái tay như thế này thì ông kia một cái tay thì vứt như cái đá đấy. Anh em mình thật sự là bây giờ thì bọn em nói chung là so với tuổi thì say bây giờ rất lớn rồi. Sau này hai đứa chỉ cần nghe anh là cố gắng học. Bác Say đã cho đi học thì mình cứ cố gắng học nhé. Bác bảo là cho em đi học lớp 12 thì em bảo học hết lớp 12 thì em đã có đi làm điều việc gì đâu. Cũng tốt mà, bởi vì đây gần trường cấp 3 bọn em chả khó khăn gì. Ví dụ như khó khăn của anh ơi em hết tiền đóng học này kia, cứ gọi cho anh không cho nhiều đâu nhưng mỗi tháng anh cho thì cho em. Như trước anh bảo là 500.000 là chuyện bình thường. Tiền học thì em không thích ăn sắm gì đâu. Anh chỉ thích là bơi sang mới đi. Có thi thì từ thi cô đã bỏ ra thì ít nhất là học hết lớp 9 nhé. Say thì học được thì cố. Còn bởi vì là ai cũng mong muốn các cháu là học hết 12 để có cái bằng cấp 3 xong là. Hôm qua anh còn đau đầu nữa. Em mượn bảo là 50.000 đi lấy thuốc này. Cố gắng học. Bây giờ anh mới để ý là Súa là mắt hơi lác một tí nhỉ. Phải không? Nhìn thẳng anh hả Súa? Nhìn đây xem nào. À, hơi lắc một tí, một xíu thôi nhỉ. Thấy chưa? Hả? Thấy chưa? Lâu quá rồi anh vào đây nhiều nhưng mà không để ý lắm. Hơi xíu thôi. Súa thì trầm hơn rất là nhiều. Nhưng mà xong nhà thì dọn lên trên kia ở thôi, lên nhà mới thôi. Ở đây thì cái nhà này không biết bao giờ là sập cả mọi người ạ. Rất là sập sệ rồi. Những cái câu chuyện anh em mình kể lại không phải để làm gì cả, không phải mục đích câu like, câu view, mà là để cho tất cả những nhà hảo tâm, những cô bác anh chị quan tâm tới các bé là có thể hiểu hơn về hoàn cảnh các cháu. Hiện tại thì cũng rất mừng là có người bố thứ hai đó là bác cả. Ngoài ra thì cũng có sự đùm bọc của các nhà hảo tâm. Và anh em mình thì sẽ với sức trẻ của mình thì chắc chắn là sẽ hỗ trợ hết mình để cho Say Súa có nhà mới rồi là có chuồng trại và vườn rau. Sau này thì chắc chắn anh em mình sẽ vẫn đồng hành với Say cho đến sau này. Đó là khi mà em đi học nghề gì đó, hoặc là một cái con đường học hành nào đó. Nếu như mà cô bác anh chị nào mà có một cái công việc và có một cái nghề phù hợp với bé Say thì có thể là đồng hành với Tam Giác Mạch để giúp Say là sau khi hết lớp 9 đến lớp 12 có thể có một cái công việc. Bây giờ Say thử nghĩ xem mình thích làm cái gì sau khi học xong. Em thích làm cái gì đã, sau lúc đấy em mới thấy cơ thể mình, con người mình phù hợp với cái gì. Đấy. Bây giờ chưa biết mình sẽ phải làm gì đúng không? Chưa nghĩ là sẽ phải làm gì. Tầm anh đi hỏi học sinh của anh ấy, nó bảo là em sau này thích làm nương. Súa có thích làm nương không? Hả? Không à? Vất vả quá đúng không? Đấy. Say thích làm nương không? Được. Em thích làm gì? Ví dụ bây giờ bộ đội, công an, bác sĩ, giáo viên, thợ xây, thợ sửa xe, thợ cắt tóc, các loại. Cắt tóc thì mình phải đi. Cái gì cũng phải học hết, không phải cái gì tự biết, chỉ có mỗi làm nương là tự biết thôi. Là ngày xưa theo bố mẹ là biết thôi. Thì thích làm gì? Biết đâu là trong video này các bác có thể định hướng và có thể đồng hành với em. Ví dụ như là có bác nào... cái gì vẫn được. Thì không thích làm nương. Không thích làm nương thôi. Nương thì khổ. Có tiền mới mua được đấy. Không làm ăn cũng không đủ đúng không? Bởi một cái nữa là các cháu hiện tại thì cũng chưa định hướng được, bởi vì trong tay không có gì, không có gì luôn. Người ta còn có một mải một hai miếng đất để mà trồng ngô, nhưng mà Say xuống không có gì. Đâm ra là các cháu thứ nhất là không biết sẽ phải làm gì, thứ hai không có bố mẹ định hướng, thứ ba là đấy, xuất phát từ cái không có gì, đâm ra là các cháu cũng chẳng dám nghĩ là sẽ phải làm gì. Đấy thì sau này anh sẽ định hướng dần dần cho em. Bây giờ lớp 7, năm sau lớp 8, còn lớp 9 nữa, còn 2 năm nữa. 2 năm nếu như đều đi học hết cấp 3 thì còn 3 năm nữa thì còn rất là tốt. Đấy thì sẽ định hướng dần dần. Nhưng mà khả năng là mình thấy phù hợp, mình làm được cái gì, mình giỏi cái gì, đấy thì mình làm cái đấy. Đấy, xong là nếu như có bác nào mà có thể giới thiệu cho một công việc hoặc là học dạy cho một cái nghề nào đấy đúng không? Sẽ cố gắng, nhưng mà sau này Súa lấy chồng gần thôi nhá. Sau này lấy gần anh Say thôi, bởi vì có mỗi hai anh em thôi mà. Đúng không? Lấy chồng gần, thứ nhất là mình còn có thể phụng dưỡng được bác Say này, bên cạnh cùng anh Lý ấy, đúng không? Đấy là thứ hai là lấy chồng gần thì có việc gì còn có anh say, còn có bác. Bây giờ mà em lấy tận phố Là gần Trung Quốc đấy thì ai biết đâu mà lần, đúng không? Đấy, nhưng mà cái đấy là phải tầm 10 năm nữa. Lúc đấy các cháu là 22 tuổi thì lúc đấy mới tính sau. Còn bây giờ còn quá bé để nghĩ về cái đấy. Thì cứ lo học cho anh đã. Còn quay lại câu chuyện là bố muốn rủ đi ấy, là không đi đâu hết nhá. Đi thì đi cùng bác say hoặc bác vả. Còn bố đón thì không đi đâu. Không, chịu, cho tiền, chịu. Rủ đi học này học kia kỵ. Cứ ở đây thôi. Khổ một tí cũng được, đúng không? Vâng. Bởi vì là đã từng bị một lần rồi. Xuống có sợ sang Trung Quốc không? Sợ à? Sang bên đấy thì, nhưng mà lúc đấy bé quá rồi, hỏi lại chả nhớ gì. Có nhớ gì khi mà sang bên đấy không? Có nhớ gì không? Lắm rồi. Nói tiếng Mông ấy. Bây giờ say hỏi ra là lúc sang bên đấy có nhớ gì không? Nói tiếng Mông xem nào. Ông bé ăn cho chín chó nè. Chó ăn chín chó? Hả? Lú Mông tàu mà. Hả? Chó mà hả nhân chó rồi mà. Ừ, hay là lo sao thế? Chó ăn gì? Không tỉnh to được chứ? Không tỉnh to. Không tỉnh to tôi chỉ lo là. Không phải. Có một chị đi Trung Quốc nữa. Hú cũng lớp á. Hú đi chả? Hú là của. Bán số đi thì là... bán số đi thì đưa tiền về cho chị kia thì chị kia mang tiền về cho bố em ấy. Ừ. Thế. Thầy Ly là nhớ. Nhớ thế thôi à? Còn nhớ gì nữa không? Sang bên đấy được ăn cái gì? Còn nhớ không? Số bảo là sang bên đấy thì ăn thịt. Ăn thịt. Bạn Suối thì bạn chỉ nhớ là sang bên đấy thì bố gọi điện với người ta là đưa tiền về và bán bạn này đi thôi. Đấy. Nhưng lúc đấy về là có gọi công an không? Bác say có gọi công an không? Bác chỉ bảo thông báo chuyện thôn trước rồi. À, với chú Hoàng kia nhỉ? Vâng. Nó làm giấy tờ hết mà. À, xong là chuyển khẩu về đây luôn à? Vâng. Là không bán được nữa. Vâng. Lúc đấy là làm giấy tờ hết. Vâng. Bố em có đến không? Bố em không biết tí nào. Lúc đấy bố có về đây không? Không. Công an có gọi bố cho em, gọi cho bố em không? Không có số điện thoại rồi. Không số điện thoại. Vâng. Lúc đấy là bố cũng đang ở bên Trung Quốc à? Hay là ở đâu đấy không biết? Không biết đâu. Ừ. Quen hết rồi. Thế đấy, chuyện này mà chuyện này mà ngày trước nhỉ. Ừ. Ngày trước mà lúc đấy mà biết thì cũng mà dở đấy nhỉ. Ừ. Lúc kia mình lớn thì bắn tao thế này. Ừ. Ôi giời ơi. Đấy là cái ngày xưa thôi, ngày xưa bé thôi, còn bây giờ thì không phải lo rồi mọi người. Bây giờ thì đã ok hết rồi. Đây là những cái lời kể của các cháu rồi. Thậm chí bác say là bác là rõ nhất đấy nhỉ. Ừ. Bác say là người biết rõ nhất. Thì bác say mới giải quyết hết rồi, chuyển khẩu về bác say rồi là ngon rồi. Đấy, anh chỉ nhắc nhở như vậy thôi, còn có vấn đề gì điện cho anh nhé. Ừ. Ừ. Đấy. Bất hạnh đủ đấy. Khó khăn các thứ. Không đơn giản đâu mọi người ạ. Để có say, có cái cuộc sống, có cái sự giúp đỡ như ngày hôm nay thì là Tam Giác Mạch cũng phải rất là vất vả, kêu gọi hỗ trợ, rồi là thậm chí là còn trong suốt thời gian mà vẫn được nhận sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm ấy, thì Tam Giác Mạch mới đưa em say lên thì mới nhận được như vậy. Thì cũng hy vọng rằng sau này các cháu sẽ đỡ hơn. Đấy. Đây là những cái sự kể lại của các cháu từ chính bác và anh em mình là người truyền tải lại cho tất cả mọi người cùng lắng nghe thôi. Đấy. Thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều cô bác anh chị gửi quà, gửi tiền đến cho bé say để Tam Giác Mạch xem nào. Là trong suốt quá trình làm nhà ấy, như hôm nọ là anh lại nhận được thêm của hai bác gửi tiền ăn cho làm nhà nhé, say nhé. Đó là bác có tên là Vịt Helen hay là Vít Helen gì đó, 500.000 gửi ngày 15 tháng 5 này. Tiếp theo là bác Hồng Nguyễn gửi 500.000 ngày 17 tháng 5. Có một số bác thì là gửi vào cái quỹ ủng hộ nhà say để Tam Giác Mạch thông qua một xíu cho say và Súa được biết. đâu nhỉ, ở đây ủng hộ xe súa đây. Có rất là nhiều bác đã gửi thêm, như là chị Ngân ở quận 7 là gửi 1 triệu này, Nguyễn Thị Mai Hoàng gửi 3.200.000 này, cô Liêu ở quận 10 1 triệu, Bùi Thị Minh 1 triệu là mua xe đạp. Nhưng mà cái số tiền mua xe đạp thì sau khi video mà nghe mình mua xe xong ấy thì cô đã gửi rồi. Mình mua xe xong rồi cô mới gửi. Thì cái tiền đấy anh sẽ gom vào cái quỹ làm nhà luôn nhé. Wow. Tiếp theo là Mai Dung là 500.000, Nguyễn Dung là 600.000, Nguyễn Bắc là 6.838.000. Đấy. Thì nếu mà cái quỹ 1 triệu mua xe đạp này mấy nữa, năm nay là xuống đến lớp 5 đúng không? Wow. À đó, năm nay lớp 6. Năm nay lớp 6 thế, rồi. Thế thì sẽ mua cái xe đạp cho Sai à xuống. À đâu, hai thanh niên là đi học cùng nhau rồi. Đội mũ vào đi cùng nhau thôi nhỉ. Đi học cùng nhau đi nhỉ. Thế là được rồi, không phải mua nữa. Thì mình sẽ cho vào làm nhà dư xong thì mình sẽ làm cái gì đấy theo mong muốn của các em nhỉ. Hoặc là để tiền để sau này đi học nghề, hoặc là học mấy nghề gì đấy xong có vốn chẳng hạn nhé. Cũng được, không có vấn đề gì cả. Thế thôi, bây giờ là bọn anh đi về đây. Nên lẽ câu chuyện nhớ những gì anh dặn nhé. Chịu khó học hành, nghe lời bác, đừng làm việc quá sức. Rồi là bố rụng đi đâu thì kệ. Bố thích nói năng, nói cuội, nói ngang, nói dọc, kệ đi, kệ bố nhé. Nhớ chưa? Xong hôm nào thích lên nhà mới thì bảo anh Sai đèo lên nhé. Lên trên đấy để biết. Nghỉ một ngày đi, vất vả quá thì bảo bác cho cháu lên nhà mới xem một ngày. Hộ anh Vân trong em bé, xong là anh Vân hộ mình chẳng hạn, đúng không? Đấy. Cũng chuẩn bị là xây nhà rồi mọi người ạ. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào. Dạ vâng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong Hoa Bạc Hà cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô, anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô, anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé.